Hello, xin chào các bác. Hiện tại tôi đang ở cái dự án lớp Stravista của Thang Điền. Cái dự án này thôi, cực tuyệt vời luôn. Và xây cực kỳ nhanh các bác nhé. Hôm nay tôi sẽ quay cái tiến độ dự án này. Hiện tại nó đã cất nóc rồi các bác nhé. Wow, bạn lên rồi. Thì với chủ đầu tư Thang Điền thì các bác biết rồi đấy, là một trong những chủ đầu tư cực kỳ uy tín luôn. Và họ là một trong những chủ đầu tư mà tôi nghĩ là thuộc dạng chịu chơi nhất ở Việt Nam luôn đấy, chứ không phải là chỉ là ở Sài Gòn đâu. Đấy thì người ta xây đến tận 4 cái block, mà tôi mới nhớ cái thời điểm mà tôi quay ấy thì nó không nhiều như thế này đâu, không xây nhanh như thế này đâu. Bây giờ quay lại cái họ cất nóc 4 tòa luôn. Kinh không? Thì một bên cái dự án này ấy, đó chính là cái dự án lớp Rapark các bác nhé. Lớp Rapark là mấy cái nhà mà nhà phố biệt thự này này, nó liền kề với nhau. Và cái thời điểm mà cái dự án này nó bán ấy, nó mở bán khoảng tầm 2 tỷ rưỡi thôi. Nhưng mà bây giờ thì tôi đoán tầm khoảng tầm gần 4 tỷ đấy. Một cái căn nhà phố mà liền kề như thế này, nhà phố giả biệt thự nhá. Đấy. Thì cái hướng này các bác đang nhìn thấy là sẽ là hướng đi về khu Cần Giuộc nhá các bác, bến lức Cần Giuộc ấy. Đó, tôi sẽ quay một vòng cho các bác xem nhá. Đây, xung quanh đây thì là thuộc cái khu gọi là khu dân cư Phong Phú 4 thì phải. Và đầy đủ tất cả mọi cái gọi là tiện ích. Như ở đây, trường học ấy, trường học ở trong này là từ cấp trường mầm non tới cấp 1, cấp 2 nhá. Cấp 3 thì tôi không biết là có không, nhưng mà hình như là không, hình như không có cấp 3. Tôi không để ý, nhưng mà đây trung tâm ủy ban thì tất cả mọi thứ đầy đủ ở đây hết các bác nhé. Cái phía các bác là nhìn thấy là đường Trịnh Quang Nghị các bác nhé. Đường Trịnh Quang Nghị là cái đường nó sẽ là nối giữa Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50. Đây, còn cái hướng này các bác đang nhìn lên này. Đây. Đó, các bác đang nhìn lên cái hướng này nhá. Đó chính là cái hướng đi về Phú Mỹ Hưng, đi về quận 7 á. Hiện tại đang sương mù quá tôi nhìn không rõ lắm, nhưng mà chắc là như thế. Đây đường Nguyễn Văn Linh rồi các bác nhá. Cái phía bên này là Nguyễn Văn Linh rồi các bác nhá. Đấy, phía này đi lên thành phố rồi này. Đi lên khu vực Võ Văn Kiệt rồi các bác này. Xuyên lên thành phố Võ Văn Kiệt rồi đấy. Rồi, để tôi quay một vòng cho các bác xem nhé. Hiện tại là khu vực Bình Chánh ấy, dọc cái đường Nguyễn Văn Linh nó đã quy hoạch hết rồi, và là một trong những cái khu vực gọi là tiềm năng với bất động sản nhất tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nó còn hấp dẫn hơn cả cái khu vực gọi là khu vực quận 2 nữa, vì quận 2 bây giờ các dự án người ta đã đóng đinh hết rồi. Đó. Còn cái khu Bình Chánh này là tương lai sẽ là một trong những cái khu vực mà bất động sản sẽ phát triển nhất, vì người ta quy hoạch rất là lớn, rất là mạnh, vì quỹ đất nó còn rất là dài luôn. Kết nối với khu Nhà Bè nữa, đường quốc cao tốc Nguyễn cao tốc Dì Lương nhỉ, quên tên rồi, Trung Lương đấy, rồi cao tốc Bến Lức nữa, Long Thành nữa đấy. Nó sẽ là một trong những khu vực mà gọi là tiềm năng nhất các bác nhé. Đây tôi sẽ bay cao lên một tí nhé, vì nếu mà tôi bay qua cái tòa nhà này hơi thấp một tú là sẽ bị mất sóng. Các bác thông cảm cho tôi là vì tôi vừa bay và bình luận ấy, nhiều lúc cái khả năng điều khiển ấy nó sẽ không được tốt cho lắm, nó sẽ không được mượt cho các lắm. Rồi lên hơi cao một tí rồi. Đấy, thì hiện tại tôi sẽ chuyển qua cái phong cách gọi là bay như thế này vì sẽ có thông tin đầy đủ cho các bác hơn. Nhiều lúc tôi cũng muốn lồng tiếng ấy, nhưng mà tôi thấy rằng là lồng tiếng sẽ không có chân thực. Mà nếu quay như thế này thì các bác xem ấy, nó sẽ chân thực hơn rất là nhiều. Các bác thấy cái dự án này không? Nó cao khoảng tầm 20 tầng các bác nhé. Và hiện tại đã cất nóc rồi. Khu này là khu dân cư khép kín các bác nhé, có bảo vệ nhé. Có bảo vệ gọi là bao toàn bộ khu vực này luôn. Có công viên, có cây xanh và rất là nhiều cái block ở đây. Và đấy thì tôi quay như thế này thì chắc chắn là nhiều bác mà đã từng mua nhà hoặc là có ý định mua nhà ở đây sẽ thích hơn. Hiện tại thì mức giá khu vực này thì tôi sẽ rơi vào, tôi đoán ấy, tôi đoán theo cái định giá của tôi so với cái mức giá thị trường ấy, là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 34 triệu. Khoảng tầm 34 triệu, 30 đến 34 triệu đến. Vì cái thời điểm nó bán thì cũng đã rơi vào tầm 30 rồi các bác ạ. Bây giờ chắc nó cũng tăng khá là nhiều rồi. Đấy, người ta xây nhân thật nhỉ. Với cái tốc độ này chắc khoảng tầm chưa đến 1 năm nữa. Nhiều lúc các bác vào ở đấy, chưa đến 1 năm nữa. Với tốc độ này, với cái hình dạng như thế này khoảng tầm chưa đến 1 năm nữa. Nhìn thật chứ. Thì phía một bên này nhá, tôi để cho tôi giới thiệu cho các bác nhé. Phía một bên cái tòa này là cái đường dây điện. Không biết quay camera có thấy không? Các bác để ý này, đây cái trụ điện này. Thì bị một cái trụ điện rất là cao, điện cao thế rất là cao. Nhưng mà thôi không sao cả. Kệ.
giờ thời đại này rồi mà các bác, tấc đất tấc vàng, trụ điện ở đâu thì kệ cụ nó chứ. Đấy, đây đây là cái cổng vào chính nhá. Bay thấp xuống tí các bác nhé. Tôi sẽ bay thấp xuống tí một xí để xem nó rõ hơn. Đây có ba cái block, ở bên trong này thì có hồ bơi rồi các bác, ở giữa hồ bơi hình như nằm ở giữa thì phải. Thì Khang Điền rất là nhiều dự án rồi. Gần như là họ nhiều lúc họ làm xong họ mới bán, mới buồn cười đấy. Còn những chủ đầu tư khác họ có ít tiền ấy. Họ bán từ lúc mà trên giấy kìa. Còn chủ đầu tư Khang Điền thì gần như là họ quá nhiều tiền ấy. Cho nên là họ xây xong mới bán. Giá rất là cao nhưng mà lại an toàn. Đấy. Wow. Quá lạ các bác ha. Cái dự án này đúng là chờ vào ở qua xuống một cái tổ hợp luôn các bác. Đi vào đi thẳng vào con. Bay trên đầu. Tôi không dám bay gần quá vì nhiều lúc mình vướng vào cái gì ấy, nó không an toàn. Với lại là mất sóng các bác. Máy của tôi thì chỉ là máy Mavic bình thường thôi. Platinum bình thường thôi, nó không phải là máy chức năng quá cao. Cho nên tôi chỉ đến quay như đến mức như thế này cho các bác xem thôi. Để quay ở dưới này nè. Hiện tại tôi đang quay vào buổi sáng cho nên nhiều lúc này. Đây đây là cái hồ bơi các bác nhé. Và toàn bộ cái khuôn viên phía bên trong này là như thế này nhé. Đó. Để coi cái số tầng nào. Khoảng tầm 20 tầng các bác nhé. Rồi, đẹp. Khu này là một khu cực kỳ đẹp luôn. Tôi đi về các bác nhé. Ok, đấy thì tôi giới thiệu cho các bác cái dự án này là như thế. Thì nếu bác nào mà muốn mua ở đầu tư thì các thì có thể liên hệ cái số điện thoại mình trong video ấy, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bác. Và bây giờ tôi bay về đây. Đây toàn bộ cái khu này đây các bác nhé. Wow.